Xin chào quý vị, kính chúc quý vị có một buổi trưa cuối tuần thật nhiều niềm vui. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình Hòa nhịp phát triển. Những tin tức được cập nhật từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh lần lượt sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị. Hội đồng nhân dân thành phố Bà Rịa giám sát thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy. Tiếp tục diễn ra các hoạt động vui Tết Trung thu tại các địa phương trong tỉnh. Thị xã Phú Mỹ xét duyệt nghĩa vụ quân sự năm 2020. Phần thông tin địa phương sẽ mở đầu chương trình với những ghi nhận tại thành phố Bà Rịa. Thưa quý vị, Hội đồng Nhân dân thành phố Bà Rịa vừa có buổi giám sát chuyên đề thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức của Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa giai đoạn 2015-2019. Báo cáo với đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân thành phố Bà Rịa, Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết số lượng biên chế được giao của thành phố là 2.125 người. Giai đoạn 2015-2019, thành phố đã triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Hiện nay công tác bố trí sử dụng và quản lý công chức viên chức tại thành phố bảo đảm chỉ tiêu định mức biên chế được giao. Đến tháng 8 năm 2019, thành phố đã tinh giản 120 biên chế, hoàn thành đề án sáp nhập văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố với văn phòng Thành ủy, Trung tâm văn hóa thông tin thể thao và Đài truyền thanh thành phố. Tại buổi giám sát, các cơ quan đơn vị, Ủy ban Nhân dân xã phường đã nêu những vướng mắc khó khăn trong quá trình bố trí sắp xếp người hoạt động không chuyên trách tại Ủy ban Nhân dân các xã phường. Để thực hiện hiệu quả chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hiệu quả, Hội đồng Nhân dân thành phố Bà Rịa đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố bám sát các văn bản của Trung ương, địa phương và sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp trên và xây dựng lộ trình cụ thể cho các năm tiếp theo. Hội khuyến học thành phố Bà Rịa phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức hội thảo chuyên đề đẩy mạnh công tác phối hợp giữa Trung tâm văn hóa thể thao học tập cộng đồng với Hội khuyến học cơ sở trong việc tổ chức các lớp học tập chuyên đề cho người trưởng thành. Tham dự hội thảo có lãnh đạo các ban ngành đoàn thể thành phố, Ủy ban Nhân dân, Hội khuyến học và cán bộ Trung tâm văn hóa thể thao học tập cộng đồng 11 xã phường. Tại hội thảo đẩy mạnh công tác phối hợp giữa Trung tâm văn hóa thể thao học tập cộng đồng với Hội khuyến học cơ sở trong việc tổ chức các lớp học tập chuyên đề cho người trưởng thành. Các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm triển khai thực hiện, đồng thời nhiều đại biểu cho rằng việc tổ chức các lớp học hiện nay chưa thu hút được nhiều đối tượng tham gia. Vì vậy cần xác định lại nội dung nhu cầu của người dân để tổ chức phù hợp hơn trong thời gian tới. Trung tâm văn hóa thể thao học tập cộng đồng vẫn đang được đánh giá là mô hình giáo dục hiệu quả trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục cho mọi người, nhất là người trưởng thành và xây dựng xã hội học tập. Vì vậy các ban ngành đoàn thể, hội khuyến học và các trung tâm cần phối hợp chặt chẽ, tổ chức tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa các lớp học chuyên đề cho người trưởng thành và các hoạt động giáo dục tại cộng đồng dân cư. Tiếp tục chương trình là một số tin tức ghi nhận trên địa bàn thị xã Phú Mỹ. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã Phú Mỹ tổ chức hội nghị xét duyệt nghĩa vụ quân sự năm 2020. Toàn thị xã hiện có gần 5.700 thanh niên trong độ tuổi gọi nhập ngũ. Qua quá trình xét duyệt hồ sơ, thị xã Phú Mỹ có 3.633 thanh niên đủ điều kiện gọi sơ tuyển sức khỏe. Ban Chỉ huy quân sự thị xã Phú Mỹ cho biết dự kiến từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2019, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã phường trên địa bàn thị xã Phú Mỹ sẽ tiến hành khám sơ tuyển sức khỏe, xét duyệt chính trị cho nam thanh niên từ 18 đến 27 tuổi. Sau đó, thị xã sẽ chọn những thanh niên đủ điều kiện để gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Để việc tuyển chọn gọi sơ tuyển khám sức khỏe công dân chuẩn bị nhập ngũ đạt kết quả tốt, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ đề nghị các địa phương nắm chắc tình hình gia đình, đạo đức, học vấn của nam thanh niên. Quá trình xét duyệt phải chặt chẽ, tỉ mỉ, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan và đúng luật định. Các ban ngành đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân và nam thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ thực hiện luật nghĩa vụ quân sự. Tại phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền an toàn giao thông đường thủy nội địa cho hơn 200 người dân sống ven sông trên địa bàn phường. Cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh dành nhiều thời gian để thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông đường thủy trong 8 tháng năm 2019, đồng thời tuyên truyền các quy tắc giao thông đường thủy nội địa như quy tắc sử dụng còi hiệu, quy tắc tránh va,
một số điều kiện cần thiết khi tham gia hoạt động trên sông nước. Theo Ban An toàn Giao thông tỉnh, thời gian qua, thực hiện cuộc vận động văn hóa giao thông bình yên sông nước đã làm chuyển biến nhận thức và hành động của người dân trong việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông đường thủy. Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm hành lang đường thủy, cắm đăng đáy, nuôi cá lồng bè, lấn chiếm luồng chạy của tàu, thuyền, phương tiện thủy chở hàng quá tải vẫn còn khá phổ biến. Dịp này, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã phát áo phao cho người dân và vận động người dân mặc áo phao khi ngồi trên các phương tiện thủy nội địa. Thưa quý vị, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ có 200 hộ thân nhân kiều bào với 380 người đang định cư ở Mỹ, Úc, Nhật, Canada, Pháp, Đan Mạch, Đức, Na Uy, Hà Lan. Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài phường vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2019-2024. Năm năm qua, Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cho thân nhân và kiều bào. Vận động thân nhân kiều bào và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Qua tuyên truyền vận động, kiều bào phường Tân Phước đã tặng quà, tạp vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo với tổng số tiền gần 387 triệu đồng. Tặng 4 xe lăn cho người khuyết tật, hỗ trợ 5 tấn gạo, 500 thùng mì tôm cho đồng bào miền Trung bị thiên tai lũ lụt. Đại hội Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài phường Tân Phước đã bầu 11 ủy viên vào ban chấp hành hội khóa 3, nhiệm kỳ 2019-2024. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 9 tại văn phòng khu phố Ông Trịnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ phối hợp với chùa Phổ Đà Sơn tổ chức khai trương cửa hàng không đồng và phát cơm từ thiện cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Phước cho biết sau gần một tháng mở đợt phát động quyên góp quần áo cũ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã tiếp nhận trên 20 bao quần áo cũ từ các mạnh thường quân. Sau khi tiếp nhận, cán bộ mặt trận đã tuyển chọn, giặt sạch rồi mang đến cửa hàng này để ai có nhu cầu thì đến lấy sử dụng miễn phí. Cửa hàng không đồng và phát cơm từ thiện do Mặt trận Tổ quốc phường Tân Phước thành lập nhằm chia sẻ với bà con nghèo ở địa phương trên tinh thần lá lành đùm lá rách. Trước mắt, cửa hàng sẽ hoạt động vào ngày mùng 1 và 15 âm lịch hàng tháng. Sau này đi vào hoạt động ổn định sẽ mở thêm một số ngày khác. Sau khai trương, hàng chục người nghèo khắp nơi đã ghé vào cửa hàng chọn lấy quần áo. Tiếp theo là một số hoạt động thăm tặng quà và du Tết Trung Thu tại thị xã Phú Mỹ. Nhân dịp Tết Trung Thu, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh đã đến thăm và tặng quà cho trẻ em đang được nuôi dưỡng tại tỉnh xá Ngọc Tuyền, thị trấn Phú Mỹ. Tỉnh xá Ngọc Tuyền do sư cô Thích Nữ Giác Liên trụ trì. Hiện cơ sở đang nuôi dưỡng chăm sóc 8 trẻ mồ côi từ 8 tuổi đến 15 tuổi. Hội việc thăm tặng quà Trung Thu cho các cháu, cán bộ Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Trung tâm Công tác Xã hội còn tổ chức dọn dẹp vệ sinh khu vực nơi ở nhằm cải thiện môi trường sống cho các em tại tỉnh xá. Thị đoàn Phú Mỹ tổ chức chương trình Tết Trung Thu cho em. Tham gia chương trình gần 200 em thiếu nhi đến từ 10 xã phường trên địa bàn thị xã Phú Mỹ đã được thưởng thức các tiết mục múa lân đặc sắc tham gia rước đèn Trung Thu. 44 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, hơn 100 phần quà gồm lồng đèn, bánh trung thu được thị đoàn Phú Mỹ trao cho trẻ em tham gia chương trình. Đoàn Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Bà Rịa Vũng Tàu đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà cho Trung tâm Xã hội tỉnh tại ấp 6 xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ. Trung tâm Xã hội tỉnh là nơi tiếp nhận, chăm sóc nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, giáo dục dạy nghề cho người mắc bệnh tâm thần điều trị nhiều lần không khỏi, người tàn tật, người sống lang thang. Hiện trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng 568 người, trong đó có 529 người bệnh tâm thần, còn lại là người già không nơi nương tựa, người bị bỏ rơi. Từ năm 2014 đến nay, trung tâm chữa trị cho 164 ca phục hồi trí nhớ để hòa nhập cộng đồng. Dịp này, Đoàn Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Bà Rịa Vũng Tàu đã trao tặng trung tâm 30 bao gạo, mỗi bao 50kg, 10 thùng dầu ăn, 50 gói bột giặt, 50 ca nước lau nhà và 100 hộp bánh trung thu. Tổng trị giá quà trao trong đợt này là 55 triệu đồng. Ghi nhận tại huyện Đất Đỏ sẽ liên tục chương trình. Thưa quý vị, Sở Khoa học và Công nghệ vừa phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức tập huấn chuyên đề các giải pháp chăn nuôi heo an toàn sinh học nhằm kiểm soát bệnh dịch tả heo châu Phi cho gần 100 nông dân huyện Đất Đỏ.
Hơn 100 nông dân tham gia tập huấn các giải pháp chăn nuôi heo an toàn sinh học, hướng dẫn các giải pháp phòng chống dịch tả heo châu Phi với nguyên tắc 7-0 và 7 nên. Cụ thể, 7-0 gồm không vận chuyển heo bệnh và sản phẩm heo nhiễm bệnh qua vùng khác, không cho heo ăn thức ăn thừa chưa qua nấu chín, không tự do ra vào trại, không nhập heo vào trại mà không nuôi cách ly, không mang thức ăn từ ngoài vào trại, không từ nơi bẩn tới nơi sạch trong trại để tránh lây nhiễm chéo, không giết mổ tiêu thụ thịt heo bị bệnh, heo chết, không vứt heo chết ra môi trường. Với 7 nên, người chăn nuôi nên vệ sinh sát trùng tiêu độc thường kỳ trong trại, lập hàng rào cơ học, ngăn ngừa sự xâm nhập của người lạ, vật truyền bệnh, vệ sinh sát trùng toàn bộ các phương tiện thiết bị mang vào trong trại, thay quần áo, giày dép, tắm rửa, sát trùng tay khi ra vào trại, tăng cường sức đề kháng của heo bằng dinh dưỡng, chủng ngừa đầy đủ các loại vaccine cần thiết, xử lý nước trước khi cho heo uống, báo cáo thú y và chính quyền địa phương khi nghi ngờ heo có triệu chứng bệnh. Hội nông dân huyện Đức Đỏ vừa giải ngân 680 triệu đồng từ quỹ hỗ trợ nông dân cho 17 hộ hội viên dây để thực hiện dự án nuôi bò lai sinh sản tại thị trấn Đức Đỏ. Trong đợt giải ngân này của Hội nông dân huyện Đức Đỏ, mỗi hộ được vay 40 triệu đồng, thời hạn 36 tháng với lãi suất 0,7% một tháng. Nguồn quỹ hỗ trợ từ hội sẽ giúp nông dân mở rộng quy mô chăn nuôi gắn với liên kết theo chuỗi bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm. Đặc biệt là giúp bà con nông dân đầu tư phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Tối qua, Ủy ban Nhân dân thị trấn Đất Đỏ tổ chức đêm hội trăng rằm năm 2019 cho các em thiếu niên nhi đồng trên địa bàn thị trấn. Tại đêm hội, các em được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, múa lân sư rồng và nghe thư chúc mừng Tết Trung Thu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi các em thiếu niên nhi đồng. Dịp này, Ủy ban Nhân dân thị trấn Đất Đỏ đã trao 90 phần quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Hội chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Hội chữ thập đỏ huyện Long Điền vừa trao tặng bò giống cho hai hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, gồm hộ ông Trần Văn và hộ ông Phan Văn Khéo. Hộ ông Trần Văn và hộ ông Phan Văn Khéo ngụ huyện Long Điền được trao tặng bò giống trị giá 18 triệu đồng do Hội chữ thập đỏ tỉnh trích từ nguồn quỹ thu hồi bê con chương trình ngân hàng bò trao tặng. Việc hỗ trợ bò giống giúp cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nguồn lực để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Bây giờ là ghi nhận tại huyện Xuyên Mộc. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy 4 tháng 10 và 18 năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy, ngày 13 tháng 9, Công an huyện Xuyên Mộc phối hợp tổ chức hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ lực lượng dân phòng huyện năm 2019. Tham gia hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, lực lượng dân phòng huyện Xuyên Mộc có gần 70 vận động viên của 13 đội là dân phòng của 13 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Các vận động viên tham gia hội thao thi đấu ở nội dung đội hình tiếp sức 4x100m chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Hội thao nhằm góp phần xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy, dân phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ lớn và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có cháy xảy ra. Chiều qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã tổ chức chương trình vui hội trăng rằm cho học sinh trường tiểu học Hòa Hội huyện Xuyên Mộc. 370 phần quà gồm áo mưa, nón bảo hiểm, lồng đèn và bánh kẹo trị giá 80 triệu đồng đã được các cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh trao tận tay các em nhỏ trường tiểu học Hòa Hội, xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc. Nhân dịp này, cán bộ Cảnh sát Giao thông cũng kết hợp tuyên truyền an toàn giao thông thông qua phần đố vui có thưởng. Nội dung câu hỏi xoay quanh việc nhận biết các loại xe, chức năng các loại xe, nhận biết các biển báo phổ biến và một số kỹ năng đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Trung thu cũng rộn ràng tươi vui tại các địa phương khác trên địa bàn tỉnh. Khép lại phần thông tin địa phương là ghi nhận về hoạt động vui đón Trung thu tại thành phố Vũng Tàu. 30 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong năm học vừa qua của phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu đã nhận được học bổng và vui chơi Trung thu. Các suất học bổng bằng tiền mặt và học bổng khóa Anh văn được trao cho các em trong dịp này có tổng giá trị gần 50 triệu đồng do các mạnh thường quân tài trợ. Thưa quý vị, lễ hội Nghinh Ông Tháng Tam Vũng Tàu năm nay diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 9, tức từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 8 âm lịch.
trong câu chuyện Bà Rịa Vũng Tàu đất và người hôm nay. Mời quý vị cùng tìm hiểu về lễ hội đậm chất văn hóa tín ngưỡng vùng biển đã được Tổng cục Du lịch bình chọn là một trong 15 lễ hội lớn nhất cả nước từ năm 2000. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng chọn lễ hội Nghinh Ông là một trong những sự kiện văn hóa hàng năm tại tỉnh, với mục tiêu đưa hoạt động văn hóa này thành sản phẩm du lịch đặc sắc của tỉnh và thành phố Vũng Tàu. Những ngư dân miền duyên hải, trong đó có Bà Rịa Vũng Tàu, đều tin rằng cá voi, tức cá ông, là một vị thần thiêng liêng, là chỗ dựa tinh thần của ngư dân mỗi khi đi biển, nhất là những khi gặp sóng to gió lớn, nguy hiểm trùng trùng. Do đó, hầu như ở mọi địa phương ven biển đều tổ chức lễ hội nghinh ông, trở thành một tín ngưỡng dân gian phổ biến trong các thế hệ ngư dân. Rồi cái tập thờ cúng cá ông, tức là cá voi đó, thì có từ ngoài Trung vào Trung Nam. À, nơi nào có làm nghề đánh bắt hải sản trên biển, có cư dân miền biển là có thờ cá ông. Nhưng mà không phải nơi nào cũng được vua phong thần, không phải vậy. Như riêng tháng Tam thì có được vua phong thần ba cái sắc phong, là Nam Hải Cự Tộc Ngọc Lân Chi Thần, là của vua Thiệu Trị Tự Đức phong thần. Lễ hội Nghinh Ông tháng Tam diễn ra vào các ngày 16, 17 và 18 tháng 8 âm lịch hàng năm. Từ năm 2010, lễ hội này nâng tầm quy mô do Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ xây dựng đề án đề xuất công nhận lễ hội Nghinh Ông là di sản phi vật thể trong thời gian tới. Nghi thức đầu tiên trong lễ hội là lễ Nghinh Ông, bắt đầu từ 5 giờ ngày 16 tháng 8 âm lịch. Hàng chục ghe thuyền của cư dân được trang trí cờ hoa, chở theo trống chiêng, các vị kỳ lão, hương chức của đình thần tháng Tam, khởi hành từ bãi trước đến miếu Hòn Bà ở mũi Nghinh Phong để làm lễ dâng hương rượu cúng tế thần biển, cầu mong mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, ngư dân đánh bắt được nhiều tôm cá, cuộc sống yên bình, hạnh phúc. Sau khi thực hiện các nghi lễ, đoàn ghe thuyền Nghinh Ông lại trở về bãi trước và bấy giờ lễ hội Nghinh Ông tháng Tam chính thức khai mạc. Tiếp đó, đoàn Nghinh Ông diễu hành trên các tuyến đường Quang Trung, Ba Cù, Trần Hưng Đạo, Hoàng Hoa Thám. Trong gần 2 km lộ trình diễu hành, những màn múa rồng độc đáo được trình diễn trong tiếng trống, chiêng, nhạc ngũ âm rộn ràng. Trở về đến đình thần tháng Tam, ban tế tự đình tiến hành nghi thức cúng tế lễ bằng hát chèo bả trạo, lễ cúng tiền hiền và các anh hùng liệt sĩ, lễ thỉnh sắc phong vào lăng ông Nam Hải, thỉnh sắc thần và lăng vị vào đình thần, lễ xây chầu đại bội. Ban đầu, lễ hội Nghinh Ông chỉ gói gọn trong ngư dân làng chài ven biển thành phố Vũng Tàu, thì những năm gần đây, lễ hội đã thu hút đông đảo khách thập phương cả trong và ngoài nước đến dự. Lễ hội Nghinh Ông Đình Thần tháng Tam Vũng Tàu tổ chức với quy mô là một sự kiện văn hóa du lịch tiêu biểu của tỉnh, không chỉ góp phần nâng tầm dốc của lễ hội văn hóa đặc sắc của ngư dân miền biển Vũng Tàu, mà còn đa dạng hóa các sản phẩm du lịch của tỉnh, tạo được dấu ấn của Bà Rịa Vũng Tàu với người dân địa phương và du khách. Câu chuyện giới thiệu về lễ hội Nghinh Ông tháng Tam đã kết thúc chương trình Hòa Nhịp Phát Triển trưa nay. Kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình bản tin thời sự tiếp theo.